Tính tan ha, thì đây mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái lo chép 450 chép 6 ohm nặng ha, chép chuyên nghiệp cho lo kéo, âm thanh cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, thấy không? Nhìn thấy là biết hấp dẫn liền ha, hấp dẫn chưa, âm thanh thì khỏi bàn. Các em cứ trải nghiệm thực tế một lần thử có xem đúng cái lời quảng cáo mình hay không. Âm thanh cực kỳ đẳng cấp cao luôn ha, gắn cái phễu chuyên nghiệp luôn. Chị cui này ha, nhựa dày ha. Đẹp không? Ồ, quá đẹp luôn ha, gắn lên hợp lý không? Quá hợp lý luôn ha. Đây, hấp dẫn chưa? Cảm